Vâng, xin chào các bác ạ. Thì ngày hôm nay bên cu bầm nhà em lại về được cái mã thân máy lực xiết 120 N của Lectom anh em nhá. Trời ơi, con này thì phải nói là đỉnh của chóp rồi. Lực xiết siêu lớn luôn anh em ạ. Lực xiết siêu lớn luôn. Và cái moment xoắn cực đại lên đến là 120 N. Con này thì bán cực kỳ là nhiều. Nói chung là hàng hóa là về bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Hàng hóa về bao nhiêu là hết bấy nhiêu luôn. Bởi vì sao? Thứ nhất, chất lượng ngon. Thứ hai là bền. Bền, các bác mua máy mới mà giá lại quá là bèo luôn so với chất lượng của nó đem lại anh em nhé. Anh em đi cùng em đi xem thử con này là nó gồm những sản phẩm gì các bác nhé. Thì trước mắt anh em đây là một số mã thân máy Lectom. Con này là con lực xiết 120 N anh em nhé. Đây, hết hàng khá là lâu, ngày hôm nay lại về được thêm hàng hóa mới anh em nhé. Con này thì mã máy model của nó đấy, model là M21ID13120BL, có nghĩa là con máy khoan 3 chức năng, đầu kẹp 13 ly và lực xiết là 120 N. Sử dụng chân pin là chân pin M21 hay còn gọi là chân pin Makita cho em anh em nhé. Anh em có thể nhìn vỏ bên ngoài giúp em này. Có hai cấp tốc độ này, tốc chậm của nó là 550 vòng một phút và tốc thứ hai là 2000 vòng một phút. Motor Brulette, động cơ không chổi than, pin 21V, đầu kẹp 13 ly cho em nhé. Con này được xiết moment xoắn tối đa cực đại của nó là 120 N này. Một bộ sản phẩm anh em ơi, đây, thân máy luôn này. Em cùng em xem luôn này, mở, anh em giúp em mở giúp em thân máy này. Ok anh em nhé, thân máy con này đầu tiên này thì sẽ có một cái tay cầm. Một cái tay cầm phụ, hàng cực kỳ là ngon luôn. Thực sự ra với những cái hàng mà chất lượng hàng công ty ấy, đến cái phụ kiện họ nọ của họ cũng rất là ngon rồi. Đây, bác bỏ mở ra, cứ mở ra này. Có lò xo này, tiện lợi luôn anh em nhớ. Nói chung là hỗ trợ anh em khi mà cầm nắm, các bác khoan rút lõi hoặc các bác khoan gỗ, khoan gạch mở tay em có thể cầm. Gọi là một cái tay cầm trợ phụ cho anh em nhà mình nhá. Tiếp lên cho em cái thân máy này. Anh em nhìn cho em cái thân máy này. Thân máy Lectom 120 N. Nhìn thôi đã đủ biết hàng ngon thế nào rồi. Cầm thì chắc chắn là rất là chắc tay luôn này. Con này không ngờ cái cân nặng của nó như 1,2 kg hay 1,1 kg gì đó. 3 chức năng, khoan bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ và bố hỗ trợ anh em khoan tường luôn cho em nhé. 2 cấp tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên thân máy này. Motor từ không chổi than, đèn led cực kỳ là sáng rồi. Đầu 13 ly đầu lốc cho em nhé. Tiếp lên này. Tiếp lên cho em là một cái gài máy. Một gài máy tiện lợi chưa anh em ạ? Rất tiện lợi luôn. Phiếu bảo hành chính hãng cho các bác là 6 tháng trên toàn quốc luôn. Thì em sẽ gắn thử vô một cục pin. Sẽ gắn thử vô cục pin và cho anh em nhà mình xem luôn anh em nhé. Rồi, Lectom 3 chức năng 120 N. Nó có khỏe không? Nó có ngon không anh em ơi? Khẳng định luôn này. Quá luôn, phải là gọi là đỉnh của chóp anh em. Đỉnh của chóp luôn anh em nhé. Các bác nghe tiếng máy thôi. Nghe tiếng máy thôi cũng đủ biết là hàng ngon hay không thế nào rồi. Đấy, motor từ không chổi than này. Con này rất thích hợp anh em đi khoa rút lõi công trình. Anh em làm điều hòa con này thì bao sướng luôn anh em nhớ. Moment xoắn của nó lên đến 120 N cơ. Vòng tua của nó từ 0 đến 2.000 vòng một phút. Và lực xiết cực kỳ là ngon luôn. Con này thì em có hỗ trợ bán thân máy và có bán kèm pin khi cho anh em mình chưa có pin luôn anh em nhé. Thì anh em sẽ cùng em đi test thử một vài chức năng của con Lectom 120 N này anh em nhé. Đây thì em sẽ test thử chức năng khoan với con Lectom 120 N anh em nhé. 12 ly. Em sẽ dùng mũi khoan 12 ly em khoan trên gỗ cho anh em mình xem luôn ạ.
sẽ test với con máy khoan 3 chức năng đích tông 120 N. Em sẽ bắn vít gỗ dài 10 phân anh em nhớ, trên gỗ nhãn anh em nhớ. Rất ngọt luôn ạ. Ok thì em sẽ bắn tôn cho anh em mình xem với con 13 ly để xem. Tiện lợi và rất là đa tính năng anh em ạ. Em sẽ test thử chức năng khoan gạch cho anh em mình xem luôn nhá. Rất là ngọt luôn trong một nốt. Ok, bây giờ bắt đầu khoan quá nhá. Có nhá, đấy rất là sạch đấy, ok đấy, rất là nhanh luôn có nhá. Đấy con này rút lõi chỉ mất khoảng 4 phút đấy, nó chỉ khoảng 4 phút là rút xong một lõi rồi đấy, cực kỳ nhanh có nhá. Thì vừa rồi anh em đã cùng em đi test thử một vài chức năng của con Bích Tông máy đầu kẹp 13 ly lực xiết lên đến là 120 N anh em nhá. Khỏe ngon mà giá thì quá là hợp lý luôn, máy mới mà giá thì quá là bèo. Thực sự ra máy mới mà giá như thế này thì anh em tội gì mà dùng máy cũ đúng không ạ? Rồi, một thân máy cho em. Anh em nào mà đã có pin rồi thì anh em lấy thân máy cho em. Thân máy như thế này của Đích Tông này có tặng kèm các bác một tay cầm phụ đi kèm, một nấc gài máy và phiếu bảo hành đầy đủ cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc như thế này. Giá có 1.550.000 cho em. Đặc biệt chương trình Đích Tông tri ân trong tháng 9 cho anh em nhé. Đích Tông tri ân trong tháng 9 chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các bác nhà mình luôn này. Anh em mua một thân máy cộng pin bất kỳ, các bác mua thân máy Đích Tông, anh em chưa có pin đúng không? Mua thêm giúp em một cục pin chẳng hạn như là 2A 408 thì anh em có được tặng luôn là một cục sạc luôn anh em nhé. Được tặng luôn một sạc nhanh 2.4A của Đích Tông. Combo thế này quá rẻ đúng không ạ? 1.550.000 cộng 408 có gọi là 2.030.000 sở hữu nguyên một bộ thế này. Ngon. Thứ nhất máy ngon, thứ hai là khỏe và thứ ba bền. Khẳng định với anh em luôn là cực kỳ bền luôn. Nhưng mà thực sự ra thì với cái con 13 ly Đích Tông này thì anh em nên lấy cho em là những cục pin 4A. Những cục pin 4A của Đích Tông, bởi vì anh em làm nhiều, thường thường để mà nói làm việc với những con 13 ly, anh em làm hạng nặng cho em, vít tôn rồi khoan các kiểu làm hạng nặng cho em. Thì lên thì các bác gọi là lấy cho em những cục 4A hoặc là 4000S. B4000 là cục pin 4A xe tăng của Đích Tông. Thì con này là giá là 760.000. Đây, pin 4A có đèn báo pin luôn cho anh em mình luôn nhá. Giá 760.000. Anh em mua một thân máy này cộng một pin này là cũng được tặng sạc luôn rồi. Hoặc anh em có thể lấy cho em là cục pin 4A chống cháy, đốt không cháy. Các bác cháy đốt thoải mái không cháy cho em.
Đấy, cũng có báo pin luôn, pin tích tông báo pin. Và báo pin cực kỳ chuẩn, không như một số mã trên thị trường. Một số mã trên thị trường họ báo pin gọi báo để cho có thôi, báo để gọi nhìn cái hình thức thôi. Đây là báo chuẩn luôn anh em nhé. Pin 4A chống cháy giá 820. Thì anh em mua một thân máy cộng một pin là cũng được tặng sạc rồi. Mà giá thì quá là rẻ luôn. Thì anh em có, gọi là các bác có nhu cầu thân máy, hay anh em có nhu cầu pin, có nhu cầu nguyên bộ, hay có nhu cầu mua mỗi sạc thôi, sạc không hay bán lẻ là 250 anh em nhé. Anh em mua một thân máy cộng pin là có chương trình công ty hỗ trợ tặng sạc. Thì cái số lượng của combo tặng sạc thì cũng không còn nhiều nữa đâu ạ. Nên là anh em nào có chương trình, có nhu cầu với cái sản phẩm nào, anh em có thể alo trực tiếp. Alo trực tiếp qua các đầu số em đã để trên màn hình rồi, 0929826628 hoặc là 0982826628. Cửa hàng em ở Lý Nhân Hà Nam, nên là anh em nào gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để có thể test hàng, xem hàng cái mã sản phẩm này có đáng đồng tiền bát gạo anh em nhé. Anh em quan tâm em thì có thể là đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để cập nhật video mới nhất nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các anh ạ.